Hello, ô tô đẹp Mạnh Dung Thái Nguyên xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video trực tiếp tại cửa hàng để báo giá sơ qua cho anh chị và các bạn những dòng xe mà đang có. Hiện tại thì cửa hàng Mạnh Dung Auto đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có rất nhiều các mẫu xe đời cao để giới thiệu tới anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì em sẽ báo giá những mẫu xe mà đang có tại cửa hàng, đặc biệt là Vios i10 và Accent rất là nhiều. Đây là chiếc Vios 2016 biển Hà Nội, số sàn máy trắng bản E, tư nhân chính chủ 1.5. Con này của em thì em đang chào bán là 385 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Sẽ có lọc lá và có thương lượng cho anh chị và các bạn nào thiện chí alo ngay cho em. Ý, chiếc xe này của em nó là cuối 2016 đã lên máy trắng rồi. Tư nhân chính chủ không lỗi nhỏ. Đấy, hiện tại thì cửa hàng có rất nhiều xe đây. Bên cạnh đây là chiếc Accent 2020. Con Accent 2020 này của em thì chạy hơn 2 vạn. Sơn zin cả xe, chưa một giọt sơn ta nào. Lốp dép theo xe cả dàn, chạy hơn 2 vạn. Và chiếc kế bên đây là Vios 2017 bản tự động. Con này thì bản thể thao, la răng zin, la răng phay thể thao nhá. Con này của em thì em đang chào bán con Vios tự động này là 465 triệu là hồ sơ cầm tay gốc thành phố. Con này thì anh chị và các bạn mua về Hà Nội thì thuế nó cũng rất là rẻ. Và chiếc Accent 2020 này thì em đang chào bán hơn 400 triệu một con xe lướt chạy hơn 2 vạn nhá. Full hết đồ rồi, màn hình Android, đè nổ start top, xe chạy hơn 2 vạn thì anh chị và các bạn phải biết là nó mới như thế nào. Đó, chưa một giọt sơn ta nào. Đấy, sơn zin cả xe luôn. Phía trong này thì còn rất nhiều xe để giới thiệu tới anh chị và các bạn. Cửa hàng em thì đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Đấy, tại km số 6. Thì đây là chiếc Vios 2016 máy trắng màu vàng. Đối với Vios màu vàng này thì nó sẽ rẻ hơn so với màu vàng cát và nó là biển tình nhá. Con này hồ sơ cầm tay rồi thì em đang chào bán là 360 triệu. Chiếc này của em là 360 triệu này. Con này nó cũng là máy trắng cuối 2016. Đây, con này của em thì nó cũng cuối 2016 máy trắng rồi. Đây, cuối 2016 lên máy trắng rồi nhé. Đối với bản máy trắng này thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đó, bên cạnh đây là chiếc Accent 2018. 2018 số sàn bản tiêu chuẩn, form dáng thể thao, full đồ chơi, đèn bi, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình đủ. Con này thì em đang bán là 378 triệu. Là hồ sơ cầm tay sẵn. Những chiếc xe mà đang không có biển ở đây thì em đã rút hết hồ sơ rồi. Đấy, chiếc ngoài cùng Accent trắng này là 2019. Hiện tại Accent màu trắng của em thì đang có hai con. Đấy, hai con 2019 và 2020. Con này là 2019 này, 29 xe lướt. Con này của em thì cũng loanh quanh khoảng 400, hơn 400 một chút. Số sàn bản tiêu chuẩn. Đấy, phía trong này thì còn rất nhiều xe nhá. Rất nhiều xe Vios 2010, la răng tăm vô lăng méo, bản một chủ từ đầu biển 4 số, máy số zin từ lắp dàn cò, riêng con Vios bản G số tự động này. Con này thì em đang chào bán là 320 triệu. 320 triệu. Đó, hồ sơ cầm tay sẵn, biển 4 số, một chủ từ đầu. Con này của em thì nó thuộc dòng xe nồi đồng cố đá số tự động. Hơn 300 triệu. Đây, đối với form dáng này thì thân vỏ rất là dày. Bên cạnh đây là Vios 2015. Con Vios 2015 này của em thì cũng gốc biển tình. 2015 thì chắc chắn là máy đen rồi, vì cuối 2016 nó mới lên máy trắng. Con này thì em đang chào bán là 350 triệu. 350 triệu. Rất nhiều bác hỏi là da ghế Vios này sao là màu đỏ và mất bộ da ghế rồi, nhưng không phải đâu nhá. Riêng Vios thì nếu mà để nguyên bản từ nhà sản xuất nó sẽ là ghế nỉ. Ghế nỉ, còn bộ ghế da này là do chủ cũ bọc vào. Đấy, tất cả các xe mà đã vào ghế da là do chủ cũ bọc vào. Đấy, là họ thích màu nào thì họ sẽ bọc vào màu đấy. Đấy, màn hình cam lùi, tất cả các xe tại cửa hàng em thì đã lắp đủ hết màn hình cam lùi rồi. Đấy, cũng như con Accent này cũng vậy. Con Accent này của em là 2018 màu vàng, 378 triệu. Thì đối với con xe này thì khi về thì nó sẽ không có màn hình. Con này video đã có trên YouTube rồi, nhưng tuy nhiên thì cái lúc mà em quay video là nó chưa lắp màn hình nhá. Con này em mới lắp bộ hơn 5 triệu, màn hình cam lùi, cam hành trình đủ. Phía sau này thì còn rất nhiều này. i10 2020 xe lướt chạy hơn 2 vạn, lốp dự phòng chưa hạ. Con i10 này thì em đang chào bán là 335. Tất cả giá xe thì em đã bao gồm cả phí rút hồ sơ, dọn dẹp gầm bệ và lắp đủ màn hình cam lùi, sơn gầm chống rỉ nhá. Sơn gầm chống rỉ. Đấy, gầm bệ đây, toàn bộ cửa lồng rè khuôn lốp là những xe nhà em. Đó, toàn bộ gầm. Đây. Đây, bên này là gầm 2010 này, 2010 bản G tự động nhá. Gầm nó còn đẹp như thế này. Đó. Toàn bộ gầm bệ.
i10 2020 lướt sedan 335 triệu. Còn đây là chiếc Vios 2012, form dáng 2013, la răng thâm, đèn thâm. Con này thì vào đủ cả đèn bi, màn hình Android. Con này thì em đang chào bán là 278 triệu, là hồ sơ cầm tay sẵn, biển gốc 24 Lào Cai, hồ sơ cầm tay. Trước bên cạnh đây là Vios 2018 form mới. Con này của em thì đã lên form mới, bản 7 bóng khí, số sàn, bản E 1.5 màu vàng cát. Thì con này em đang chào bán là 415 triệu. Giá cả những chiếc xe ở đây thì em đã báo là bao gồm rút hồ sơ, sơn cầm chống rỉ, lắp đủ màn hình cam lùi và dầu mỡ cho các bác về chỉ việc lăn bánh thôi. Và sẽ có thương lượng cho anh chị và các bạn nào thiện chí alo cho em qua hai số điện thoại 0975 772 555 hoặc 0977 004 888. Phía sau thì còn rất nhiều những mẫu xe mà như xe em đã bán, cũng như là những chiếc xe mà còn đang dọn, như là Vios 2008 215 triệu, i10 số tự động 2015 nhập khẩu Ấn Độ, con này thì 305. Đó, và những mẫu xe hiện tại thì đang về rất nhiều xe mới mà em đang cho đi dọn, như là Vios màu lông chuột đây. Phía ngoài này em còn Vios màu lông chuột. Đấy, Vios màu lông chuột này. Con Vios này là màu zin theo hãng từ nhà sản xuất nhá. Riêng con Vios màu lông chuột này thì xe vừa về, con này em chưa có video trên YouTube. Đấy, đây. Màu zin từ nhà sản xuất, biển 20 Thái Nguyên, đang dọn dẹp đánh bóng sơn tỉa. Còn chiếc Accent bên cạnh đây là 2018, đã bán rồi và đang chờ ngân hàng giải ngân cho khách hàng. Đấy, địa chỉ cửa hàng thì ô tô đẹp Mạnh Dũng, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại, em sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho các bác. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bác một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.